Đại bảo tháp được làm bằng đồng tinh khiết, giác vàng 24 carat với trọng lượng 200 tấn, chiều cao 37,22m, đường kính 16,53m, đã xác lập kỷ lục Guinness Thế giới vào cuối năm 2022 và đã trở thành đại bảo tháp kinh luân lớn nhất thế giới. Sự kiện này góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh của Đại Bảo Tháp Kinh Luân trong quần thể văn hóa tâm linh Phật giáo Kim Cương Thừa tại Sampton Hills, Đà Lạt, đưa hình ảnh của tỉnh Lâm Đồng lan tỏa mạnh mẽ ra thế giới. Đây là biểu tượng của tình hữu nghị, hòa bình, văn hóa ngoại giao Việt Nam, Ấn Độ và nhiều nước trên thế giới. Bà Sonia Ushirogochi, chuyên gia thẩm định của Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới cho biết, công trình không chỉ được hoàn thiện theo các quy chuẩn kỷ lục mà các thông số đã vượt qua công trình giữ kỷ lục hiện tại. Tháp phải được làm từ một bánh xe hình trụ chứa đầy kinh sách bên trong. Kinh luân phải xoay được bằng sức người hoặc sức nước hay bằng các phương tiện khác. Xung quanh Đại Bảo Tháp Kinh Luân trong quần thể không gian văn hóa tâm linh Phật giáo tại Sampton Hills, Việt Nam còn thiết trí nhiều công trình Phật giáo khác với các hệ thống tượng thờ lớn, được kiến tạo nên bởi bàn tay của các vị hành giả Phật giáo đến từ Ấn Độ, Nepal. Quần thể này đang thu hút nhiều du khách tới tham quan, chiêm bái các biểu tượng Phật giáo, trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên.